xin chào các bạn trong phần này chúng ta sẽ tiếp tục với các công thức tài chính trong excel phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về goal seek và solver thì goal seek và solver là mục đích là để tìm ra một cái giá trị nào đó, đó. Dựa trên một hoặc một vài điều kiện nào đó thì để mở goal seek trong excel thì các bạn bấm viết tắt là alt a chữ w và chữ g hoặc là các bạn vào cái phần data ở đây cái tab data ở trên cùng này các bạn các bạn dùng chuột ha vào tab data và sau đó các bạn chọn what if analysis ở đây và các bạn chọn go seek thì theo mình nghĩ thì cái phần này các bạn dùng chuột cũng được đơn giản bởi vì nó sẽ nằm trong cái tab data ở đây what if analysis analysis for go seek còn solver thì các bạn cũng chọn data và các bạn qua đây các bạn sẽ thấy tiêu solver ở đây hoặc là các bạn bấm phím tắt alt chữ a chữ y dài và số 2 hoặc là số 3 tùy theo cái phiên bản Excel của các bạn nhưng mà để đơn giản thì các bạn dùng chuột ha chọn data data ở đây và các bạn chọn solver ở đây rồi thì điều kiện để dùng go seek và solver đó là excel của các bạn phải không có vòng lọc nha nếu như có vòng lọc thì go seek và solver sẽ không hoạt động một, một cách hiệu quả nói chung nó sẽ nó sẽ có lỗi trong đó và các bạn lưu ý là khi chúng ta dùng go seek và solver các bạn phải tắt cái circular reference đi thì để tắt cái circular reference thì mình đã hướng dẫn các bạn rồi các bạn bấm phím tắt là alt chữ t và chữ o ha rồi các bạn bấm alt t và o các bạn chọn formula ở đây và các bạn bấm tắt cái phần enable này đi nhớ các bạn phải nhớ bấm tắt cái phần này nha trước khi chúng ta dùng công thức go seek và solver rồi thì GoShift thì thông thường nó sẽ mặc định nó có ở trong đây Data What If Analysis Nhưng mà solver Đối với một số cái máy tính à, Đặc biệt máy tính các bạn mới Mới mua, nhận hàng chưa cài đặt Thì solver thông thường nó Chưa có tích hợp sẵn trong Excel Thì các bạn cần phải Add in nó vào Thì để add in, để thêm cái solver vào Thì các bạn vào cái phần File hoặc các bạn bấm Alt, chữ T và chữ O Các bạn xuống dưới cái phần Add in ở đây Sau đó các bạn cái phần Manage nè, Excel Add-ins, các bạn chọn Go, bấm Go cho mình ha. Chọn Excel Add-in ở đây, vào Go. Rồi các bạn chọn cái phần Show Add-in ở đây, ở đây mình đã mình đã thêm nó vào rồi, cho nên nó có dấu tích ở đây rồi. Nếu các bạn chưa có ở đây, cái bạn bấm dấu tích ở đây, sau đó các bạn bấm OK. Thì đợi một chút Excel nó sẽ tự động thêm cái server vào cho các bạn. Rồi, nếu mà máy tính của các bạn có server, khi các bạn bấm một cái tab data ở đây, các bạn nhìn qua đây sẽ thấy cái gì server. Và đây là một cái ví dụ về cái tỷ suất sinh lời nội bộ khi các bạn đầu tư vào một cái căn hộ nào đó, giả sử có giá trị khi các bạn mua là 3 tỷ đồng. Các bạn cho thuê căn hộ đó với giá 10 triệu đồng một tháng. Và các bạn bán căn hộ đó ra với giá là 5 tỷ đồng sau vòng 5 năm đầu tư. Các bạn đạt được cái tỷ suất sinh lời là 14%, nhưng giả sử bây giờ các bạn muốn tỷ suất sinh lời đó là 20% thì câu hỏi đặt ra là cái giá bán căn hộ đó phải là bao nhiêu tỷ? hoặc là tiền thuê phải là bao nhiêu triệu một tháng hoặc là cái giá mua căn hộ lúc đầu phải là bao nhiêu tỷ để chúng ta đạt được cái tỷ suất sinh lời đồng bộ là 20% đó Thì để làm được điều đó các bạn có thể dùng Go-seek Bây giờ mình sẽ mở Go-seek lên ha và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thấy Để mở Go-seek các bạn bấm ALT, chữ A, W và chữ G Hoặc là cách thứ hai các bạn dùng chuột bấm data ở đây Các bạn chọn What-if Analysis ở đây, chọn Go-seek Thì khi các bạn mở màn hình Go-seek lên các bạn sẽ thấy có ba cái ô cái ô đầu tiên nó gọi là set cell có nghĩa là đặt cái ô nào đó trong trường hợp này mình muốn đặt cái ô e 13 tới một cái giá trị nào đó tức là gán cái ô 13 này cho một cái giá trị nào đó gọi là to value và mình muốn cái ô e 13 này là 20 các bạn gọi 20 hoặc các bạn gọi 0.2 cũng được 0.2 là 20 phần trăm by changing cell có nghĩa là bằng cách thay đổi một cái ô nào đó giả sử bây giờ mình muốn thay đổi cái ô là giá bán căn hộ đi thì các bạn bấm vào cái ô đó tự động nó sẽ hiện ra là ô C5 ở đây các bạn bấm OK bấm OK một lần nữa như vậy các bạn thấy là gì để đạt được cái tỷ suất sinh lời nội bộ là 20 thì cái giá bán căn hộ thay vì 5 tỷ đồng các bạn phải bán được 6 tỷ 566 triệu rồi tiếp đến bây giờ mình bấm Ctrl Z để quay lại này giả sử nè mình muốn cái em 13 này cái tỷ suất sinh lời là 18 Bằng cách thay đổi cái ô giả sử cái ô giá mua lúc đầu đi. OC3. Ok. Như vậy để đạt được là tỷ suất sinh lời là 18%. Thì cái giá mua lúc đầu thay vì 3 tỷ. Thì các bạn mua tầm khoảng 2 tỷ 560. Các bạn phải thương lượng làm sao mua được cái giá này. Thì các bạn mới đạt được cái tỷ suất sinh lời mà các bạn mong muốn ở đây là 18%. Hoặc là một trường hợp khác. ALTWG. xét cái ô E13 này tới cái giá trị là à, cũng 18% luôn ví dụ như vậy bằng cách thay đổi cái ô là tiền thuê hàng tháng giả sử tiền thuê hàng tháng thay vì 10 triệu thì các bạn phải cho thuê nó là xin để, để chuyển đây theo M13 này tới 18% bằng cách thay đổi cái ô tiền thuê hàng tháng ở đây rồi thì để đạt được cái tỷ suất sinh lời là, là 18% phần trăm với giá mua 3 tỷ đồng, giá bán 5 tỷ đồng, chi phí cơ hội 9% thì các bạn phải cho thuê hàng tháng là 22 triệu đồng. Thì các bạn mới đạt được cái tỷ suất sinh lời là 18%. Thì đó là cái mục đích và cái công dụng của GoSeek. Nó sẽ giúp cho chúng ta tìm được một cái giá trị nào mà các bạn mong muốn dựa trên việc thay đổi một điều kiện nào đó. Chỉ có một điều kiện thôi nha các bạn. Còn nếu như giả sử trong trường hợp ngược lại, trong trường hợp khác là bây giờ mình muốn cố định cái tiền thuê hàng tháng tối đa chỉ là 10 triệu đồng và giá bán căn hộ tối đa là 5 tỷ đồng đúng không chi phí cơ hội là 90 trăm thì cái giá trị căn hộ các bạn mua phải là bao nhiêu để đạt được cái tỷ suất sinh lời giả sử là 18 phần trăm thì lúc này bởi vì chúng ta có cái điều kiện ràng buộc là có ba điều kiện ràng buộc đầu tiên là tiền thuê phải nhỏ hơn 10 triệu đồng nhỏ hơn hoặc bằng giá bán căn hộ nhỏ hơn bằng 5 tỷ đồng và chi phí cơ hội là 90 trăm nhưng mà chúng ta không thể nào dùng câu được bởi vì câu ship nó chỉ có một cái điều kiện ràng buộc thôi thì trong trường hợp này chúng ta sẽ dùng solver thì để dùng server các bạn mở server lên bằng cách alt chữ a y và số 2 hoặc là các bạn sẽ bấm data bạn chọn server ở đây cho mình rồi các bạn bấm reset on ha đây là những cái mình đã làm trước đó rồi bây giờ mình reset lại đi bấm reset on nó sẽ xóa hết rồi thì cũng giống như server thôi lúc đầu nó các bạn nó yêu cầu các bạn là set objective tức là đặt cái mục tiêu mục tiêu lúc này mình muốn là cái ô 13 này Tới cái giá trị nào đó, giá trị có thể là Max, là tối đa, hoặc là Min, giá trị tối thiểu, hoặc là Value Of, tức là giá trị mà các bạn mong muốn, giả sử mình muốn là 18% ở đây. Các bạn bấm chọn vào cái Value Of này, các bạn gõ 18%. By Changing Variable Sales, các bạn để ý là chữ Sales này nó có chữ S, tức là thay đổi nhiều cái ô, thay vì một ô như sheet lúc này. Thế các bạn bấm vào đây ha, rồi các bạn chọn tất cả những cái ô này cho mình, chọn luôn cả cái ô giá trị căn hộ này nha, chọn tất cả những cái ô giả định ở đây những cái điều kiện gia đình đặt ra ở đây. Rồi, trong cái phần này, subtract to the constraints, tức là ràng buộc bởi những điều kiện nào. Lúc nãy mình đã ràng buộc là gì? Tiền thuê hàng tháng phải nhỏ hơn 10 triệu đồng. Các bạn bấm chữ S ở đây ha, để thêm vào. Sales preference, tức là cái ô tiền thuê này, ô C4 này, phải nhỏ hơn hoặc bằng constraint, tức là điều kiện ràng buộc là 10 triệu đồng. Các bạn gõ 10 ở đây, ở cái ô constraint này. Các bạn chọn S để thêm một cái điều kiện khác. Tiếp tục là cái OC5 này, các bạn cũng chọn nó nhỏ hơn hoặc bằng Constraint là 5 tỷ đồng. Rồi các bạn chọn S tiếp tục, cái cell reference trong trường hợp này là C6 này. Các bạn chọn bằng chi phí cơ hội là 9%. Rồi các bạn chọn ok. Các bạn chọn solve ở đây. Rồi các bạn để ý. khoan hãy bấm ok ở đây nha. Các bạn để ý là lúc này cái giá bán căn giá trị căn hộ mua lúc đầu thay vì 3 tỷ các bạn mua 2 tỷ 561 thì các bạn mới đạt được tỷ suất sinh lời là 18 phần trăm ở đây kèm theo những điều kiện ở đây không đổi nha, điều kiện ở đây phải là tiền thuê nhỏ hơn 10 triệu đồng giá bán căn hộ nhỏ hơn 5 tỷ nhỏ hơn bằng 5 tỷ và chi có chi phí cơ hội là 9 phần trăm rồi ở đây khi các bạn bấm show ra nó chọn có hai lựa chọn ở đây một là keep solver solution tức là nếu các bạn bấm ok các bạn chọn đây bấm ok thì nó sẽ giữ nguyên kết quả này và các bạn sẽ không lấy lại được giá trị ban đầu nha nếu các bạn bấm ok còn nếu như các bạn muốn nó trả về cái giá trị lúc đầu restore original value ta trả về giá trị ban đầu đó thì các bạn bấm chọn phần này thì thông thường mình sẽ bấm chọn cái phần số 2 này mình chỉ dùng solver để mình nhìn ra kết quả ở đây các bạn có thể lưu lại ở một nơi khác còn mình sẽ chọn cái phần số 2 này để lấy lại cái giá trị ban đầu là 3 tỷ đồng ở đây rồi các bạn có thể dùng solver tiếp tục để chọn một điều kiện khác đây là solver các bạn muốn làm lại từ đầu thì bấm reset on chẳng hạn như vậy hoặc là các bạn giữ nguyên nếu các bạn tiếp tục như vậy đúng không bởi vì mình cũng điều kiện là gì OM13 này value of này giả sử lúc này mình muốn nó là 20 phần trăm các bạn gõ 20 phần trăm hoặc 0.2 đây cũng được by changing là bằng cách thay đổi là gì tất chọn tất cả những cái ô này luôn những cái ô giả định ở trên này rồi constraint tức là những cái ràng buộc giả sử bây giờ mình ràng buộc là cái Giá mua căn hộ đây, giá mua căn hộ là nhỏ hơn bằng 3 tỷ đồng hết để thêm cái điều kiện Tiền thuê hàng tháng là C4, constraint của mình là à, giả sự nhỏ hơn bằng 10 triệu đồng Bây giờ mình muốn coi cái giá bán căn hộ phải là bao nhiêu đúng không, với những cái điều kiện rạng buộc là à, như mình đã đặt ra ở đây Bây giờ điều kiện rạng buộc tiếp theo là C6 nhỏ hoặc bằng hoặc mình cho bằng lắm đi 90%. Rồi. Mình bấm OK. Như vậy đây là gì? Mình muốn cái ô 13 này có thì xuất sinh lời là 20%. Bằng cách là gì? Đặt những cái điều kiện ràng buộc đó là cái ô C3 này là giá mua căn hộ phải nhỏ hơn bằng 3 tỷ đồng. Tiền thuê là nhỏ hơn bằng 10 triệu đồng. Chi phí cơ hội là 9%. Vậy câu hỏi đặt ra là giá bán căn hộ sẽ là bao nhiêu? Các bạn bấm solve ở đây. Đó. Các bạn sẽ thấy là gì? giá bán căn hộ của bạn là Vậy là 5 tỷ 576 triệu đồng. Và giá mua là 2 tỷ 6. Bởi vì điều kiện mình đặt ra là gì? Giá bán, giá mua nó phải nhỏ hơn hoặc bằng 3 tỷ đúng không? Cho nên 2 tỷ 6 này nó vẫn đảm bảo điều kiện là nhỏ hơn 3 tỷ. Tìm thuê thì solver nó vẫn nhiều nguyên là 10 triệu đồng. Tức là solver nó sẽ giúp cho các bạn tìm được cái giải pháp gọi là gọi là tối ưu nhất. Ha. Thì trong trường hợp này tối ưu nhất là giá mua phải là 2 tỷ 6. Tiền thuê 10 triệu và giá bán là 5 tỷ 576. Ok, thì đó mục đích của server các bạn chọn restore đây. Rồi thì đó là một số cái kiến thức về GoSeek và server. Thì mình nhắc lại GoSeek là dùng để tìm một cái giá trị nào đó dựa trên một cái điều kiện ràng buộc mà thôi. Còn khi có nhiều cái điều đặc, điều kiện ràng buộc thì các bạn bắt buộc phải dùng server. Và khi dùng GoSeek và server các bạn lưu ý phải tắt đi cái circular reference đi thì dùng GoSeek và server nó mới có kết quả được. Ok và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.